các chiến lược cuộc chiến Ukraine, nhưng lần này là chân thực nhất về các vấn đề trên chiến trường và chiến thuật chiến tranh. Trong video này, tôi sẽ chỉ cho các bạn các yếu tố quan trọng nhất để hiểu ai mới là người đang kiểm soát ở chiến trường. Đây là một video dài và chi tiết, rất mong sự kiên nhẫn từ các bạn. Như một loạt video tôi mới lên sóng về việc dịch chuyển chiến lược chiến tranh và kế hoạch của phương Tây tại Ukraine, tôi cũng bình luận một chút về sự đón lõng của Nga và kế hoạch tại miền Nam Ukraine có thể dẫn tới việc kiểm soát toàn bộ miền Nam và chiếm đóng Odessa của Nga thông qua sự kiện Transnistria. Chúng ta cũng điểm qua một chút về các mặt trận định hình của Thế chiến 3 và mong muốn mọi thứ không vượt khỏi tầm kiểm soát. Như video tôi phân tích về cụm từ chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga sử dụng, nó không đơn thuần chỉ là cụm từ che đậy như cách phương Tây mô tả, mà thực tế nó quyết định chính xác những gì Nga được phép sử dụng tại Ukraine. Và từ đầu cuộc chiến thì chính xác Nga đánh Ukraine bằng thế chói tay chói chân. Thực chất, Nga cũng không thể tung toàn lực vào Ukraine kể cả khi phía Nga không có hạn chế về mặt luật nào như video đã mô tả, bởi đơn giản đối thủ của Nga là NATO và Nga cần phải dự trữ lực lượng chính của mình để phòng thủ trước 54 con mắt diều hâu nhòm ngó mình. Trong 2 năm vừa qua, một mặt Nga tham chiến tại Ukraine, một mặt khác Nga dỡ bỏ dần các hạn chế về mặt luật liên quan đến quân đội và giờ Nga đã chuẩn bị được thêm các lực lượng dự bị ngoài lực lượng quân đội có sẵn trên các vùng lãnh thổ khác của Nga. Mục đích của đội quân mới này là sử dụng tại chiến trường Ukraine. Chúng ta biết rằng, bởi giới hạn về mặt lực lượng tham chiến mà Nga đã buộc phải rút lui khỏi Kharkov và Kherson, cũng như trong trận chiến tại Bakhmut thì thời gian đó Nga cũng bận rộn để chuẩn bị phòng thủ và chuẩn bị lực lượng mới nhằm thực hiện chiến dịch lâu dài. Thời điểm năm 2022 và đầu năm 2023, Nga đã thiếu lực lượng quân số để tận dụng những chiến thắng trước đó nhằm phát động các cuộc tấn công mới nhằm mở rộng lãnh thổ hơn nữa khu vực mình kiểm soát. Tuy nhiên, sau khi chiếm được Avdiivka, có vẻ như mọi chuyện đã thay đổi. Lần này, Nga đang tiến về phía Tây chiếm thêm nhiều làng mạc và thị trấn trước đây thuộc quyền kiểm soát của Ukraine. Hơn nữa, những tin đồn về một cuộc tấn công ngày càng lớn của Nga sắp diễn ra đang được các nguồn đáng tin cậy đưa tin. Một số nguồn tin cho biết, một lực lượng mới khoảng 110.000 binh sĩ bổ sung đã được bố trí vào khu vực phía Bắc Kharkov và Kupiansk giáp biên giới với Nga. Một mặt trận và cuộc tấn công mới của Nga có thể sớm xuất hiện ở khu vực đó. Nếu vậy, chiến thắng gần đây ở Avdiivka của Nga, nơi có 40.000 quân Nga được sử dụng, sẽ chỉ là một cuộc diễn tập đơn thuần. Những người khác cũng đã xác định rằng có 60.000 quân Nga khác cũng đang tập trung ở cực nam khu vực Zaporizhia. Nói tóm lại, bức tranh lớn hơn hiện lên là lực lượng Nga hiện nay đã tăng đáng kể về số lượng dọc mặt trận Ukraine. Trong khi các cuộc tấn công ban đầu vào tháng 2 đến tháng 3 năm 2022 chỉ có 120-170.000 quân Nga trải rộng từ mặt trận Kiev đến Crimea, thì cho tới hiện nay, Bộ Quốc phòng Nga đã cho biết rằng họ đang có hơn 600.000 quân thực hiện triển khai dọc mặt trận Ukraine. Con số này ít nhiều cũng được người Ukraine xác nhận. Ngược lại, trong khi Ukraine có tổng lực lượng 500.000 người vào năm 2022, đối chọi lại với lực lượng khoảng 120-170.000 quân thời điểm đó. Thì thời điểm hiện tại, theo chùm tình báo Budonov, Ukraine hiện có khoảng 1,1 triệu quân ở tất cả các nhiệm vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine. Nhưng theo nhiều tài khoản, nước này hiện nay chỉ có không quá 350.000 quân sẵn sàng chiến đấu. Như vậy, thời điểm đầu cuộc chiến, 500.000 quân Ukraine đối đầu với tối đa 170.000 quân Nga, còn tới ngày nay, khoảng 350.000 quân Ukraine đối đầu với ít nhất 600.000 quân Nga. Năm 2023, Ukraine phát động cuộc tổng phản công bắt đầu từ tháng 6. Cuộc phản công đã được tạm dừng, tất nhiên là không ai ở Ukraine nói rằng nó đã thất bại, nhưng nó đã dừng vào cuối mùa thu sau khi chịu tổn thất lớn về số lượng người thiệt hại và bị thương. Ước tính có khoảng 100.000 đến 200.000 quân Ukraine thiệt hại và bị thương không thể khắc phục tùy theo từng nguồn tin trong chiến dịch phản công mùa hè. Hầu hết các nguồn tin độc lập đều đưa ra con số tổn thất Ukraine vào khoảng 200.000 trong mùa hè năm 2023. Mức độ tổn thất nghiêm trọng đã dẫn tới việc Ukraine gần đây phải công bố kế hoạch bổ sung thêm 500.000 quân vào năm 2024 để bổ sung hàng ngũ của mình. Ban đầu, đợt huy động năm 2024 này bao gồm phụ nữ và sinh viên. Tuy nhiên, sự phản đối kịch liệt của công chúng hiện đã buộc chính phủ Ukraine đang phải xem xét lại và thay đổi phần nào dự thảo dự kiến. Kết quả vẫn chưa được hoàn thiện. Trong khi đó, có rất nhiều báo cáo và video trên điện thoại thông minh cho thấy các đội tuyển mộ bao gồm cảnh sát Ukraine và các lực lượng bán quân sự khác đã bắt giữ những người đàn ông Ukraine trong độ tuổi quân dịch ngay trên phố. Sau đó, họ được đưa đi huấn luyện quân sự nhanh chóng và đến các đơn vị ở mặt trận phía đông Ukraine. Ngược lại với những khó khăn của Ukraine trong việc bổ sung lực lượng quân sự, vào mùa thu năm 2023, Nga tuyên bố đã huấn luyện 420.000 quân mới và đã sẵn sàng tham chiến vào đầu năm nay. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đợt huy động này bao gồm hoàn toàn những người tình nguyện, không phải lính nghĩa vụ. Nga cho biết công dân Nga đang tình nguyện gia nhập quân đội Nga với tỷ lệ 1.500 người mỗi ngày.
có khả năng một số trong số 420.000 quân có thể đã tham gia trận chiến gần đây ở Avdiivka với tư cách là một phần của 40.000 quân Nga đã chiếm giữ thành phố đó vào giữa tháng 2. Một trong số 420.000 quân mới được bổ sung này cũng chắc chắn nằm trong số 110.000 quân Nga đã tích lũy ở mặt trận phía bắc Kharkov-Kupiansk, cũng như cũng nằm trong số 60.000 quân Nga đã tập hợp sẵn bổ sung lực lượng tại mặt trận phía nam Zaporizhia. Tất cả những điều đề cập trước đây về số lượng lực lượng tương đối tham gia vào lúc bắt đầu cuộc xung đột, sau đó chúng ta mất thông tin vào năm thứ 2 và bây giờ được huy động vào năm thứ 3 là có mục đích. Chúng ta tìm hiểu về các nguyên tắc của chiến tranh. Chúng ta biết cuộc chiến Ukraine cơ bản là một cuộc chiến tranh theo kiểu quy ước, có mặt trận rõ ràng và có giới tuyến cụ thể, vậy nên nó sẽ có các đặc điểm có thể phân tích được. Các cuộc chiến tranh hiếm khi thắng lợi khi cả hai bên gần như ngang bằng nhau về mặt quân số, vũ khí và trang thiết bị. Theo nguyên tắc chiến tranh, lợi thế quân sự quyết định nằm ở bên nào có khả năng tập trung lực lượng vượt trội và đưa lực lượng tương đối vượt trội đó vào điểm yếu nhất của đối thủ. Tập trung lực lượng có lẽ là nguyên tắc đầu tiên của chiến tranh, mặc dù rõ ràng có những nguyên tắc khác không kém phần quan trọng, trong đó bao gồm các yếu tố như bất ngờ, cơ động, dự bị đầy đủ, bên nào có đường dây liên lạc và cung cấp hậu cần tốt hơn, chất lượng tình báo, tinh thần và thậm chí là cả sự lừa dối. Tuy nhiên, tất cả những nguyên tắc khác này chủ yếu phục vụ theo nhiều cách khác nhau nhằm nâng cao nguyên tắc tập trung sức mạnh. Nguyên tắc bất ngờ có thể cho phép một lực lượng tấn công nhỏ bắt được một lực lượng lớn hơn đang mất cảnh giác, tạo ra sự nhầm lẫn và hỗn loạn, phân tán lực lượng và làm gián đoạn khả năng phản ứng của lực lượng đó. Ví dụ điển hình là việc Nga đã làm được trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến khi tiến thẳng tới Kiev. Tiếp theo là sự cơ động. Đó là việc di chuyển các lực lượng đến một điểm nhanh chóng tạo ra sự tập trung. Tính cơ động cao này cho phép tập trung tạm thời các lực lượng vượt trội dọc theo các điểm khác nhau của đối thủ. Điều này chúng ta đã chứng kiến cách người Nga tấn công dữ dội và nhanh chóng trong các tháng đầu tiên của cuộc chiến. Vấn đề tiếp theo là có đủ lực lượng dự trữ. Đây là một nguyên tắc có tầm quan trọng đặc biệt khi xung đột kéo dài. Đây cũng chính là điểm yếu của quân đội Nga khi bước qua giai đoạn mùa thu năm 2022, khi Nga không có đủ lực lượng dự trữ và buộc phải rút lui. Tình báo phát hiện ra điểm yếu của đối thủ trong quá trình xung đột cũng là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Và đặc biệt, làm thế nào để lừa dối và thuyết phục đối phương triển khai lực lượng của họ một cách không đúng cách, hay chúng ta có thể nói là kế nghi binh chẳng hạn. Vấn đề tôi vừa nêu lên không phải là bài học về chiến thuật hay chiến lược quân sự cơ bản, mà nó nhằm cung cấp cơ sở để giải thích tại sao cuộc chiến ở Ukraine trong 2 năm vừa qua dường như có các kết quả dao động. Khi xung đột lần đầu bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể vào mùa xuân năm 2022. Sau đó, Ukraine đã tăng điểm vào cuối mùa hè thu năm 2022. Tiếp theo là thất bại của Ukraine trong cuộc tấn công mùa hè năm 2023 trước lực lượng phòng thủ vượt trội của Nga. Giờ đây, vào năm 2024, một lần nữa, Nga đang tiến tới nhiều địa điểm trên khắp mặt trận Donbass và có vẻ như có thể sớm tiến hành các cuộc tấn công thậm chí còn rộng lớn hơn ở những nơi khác. Những nguyên tắc chiến tranh có tính phổ biến và áp dụng trong mọi cuộc xung đột, cho dù trong các cuộc chiến tranh thế giới của thế kỷ 20, trong các cuộc chiến tranh của Mỹ và NATO vào thế kỷ 21, trong các cuộc nội chiến, chiến tranh khu vực và thậm chí là các cuộc nổi dậy du kích. Ở đó, mỗi bên có thể bị áp đảo về số lượng, nhưng dù sao cũng có thể tập trung lực lượng của mình vào một điểm duy nhất để tạm thời giành được lợi thế về lực lượng tương đối và từ đó đánh bại đối thủ lớn hơn. Những nguyên tắc này và những nguyên tắc khác cơ bản của chiến tranh đã được tuân thủ và viết ra trong nhiều thế kỷ. Julius Caesar đã viết chúng trong bình luận chiến tranh và những suy ngẫm của ông về cuộc nội chiến La Mã. Nhà lý luận quân sự và tướng quân của Napoleon, Bernard de Gennomilly, cũng viết về chúng trong các cuộc chiến tranh của Napoleon. Liddell Hare của Anh cũng viết về những nguyên tắc này trong những cuộc chiến tranh của thế kỷ 20 và trong cả chiến tranh du kích. Cả ông Mao Trạch Đông của Trung Quốc lẫn đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta cũng viết về những nguyên tắc cơ bản này cuộc chiến tranh, những nguyên tắc về việc có thể tập trung lực lượng của mình vào điểm duy nhất để tạm thời giành được lợi thế về lực lượng tương đối và từ đó đánh bại đối thủ lớn hơn. Tuy nhiên, về học thuyết quân sự, mọi người có thể biết đến nhiều nhất là những bản tóm tắt nguyên tắc chiến tranh của tướng phổ Carl von Clausewitz. Clausewitz đã viết về việc áp dụng nguyên tắc chiến tranh về cả mặt chiến thuật cũng như chiến lược, bao gồm cả các nguyên tắc bị ảnh hưởng bởi sức mạnh kinh tế, sự vận động chính trị của giới tinh hoa và các yếu tố tâm lý. Cụm từ khét tiếng, chiến tranh là sự mở rộng của chính trị bằng các phương tiện khác, thường được cho là của ông. Mặc dù có những người đã đảo ngược cụm từ đó, ví dụ như Henry Kissinger đã nói rằng chính trị là sự mở rộng của chiến tranh. Vậy, nguyên tắc chiến tranh đã ảnh hưởng như thế nào tới cuộc chiến tại Ukraine hiện nay? Hai bên, một bên là NATO-Ukraine và một bên là Nga đã áp dụng các nguyên tắc đó như thế nào để dẫn tới kết quả bấp bênh giữa hai bên? Nguyên tắc cho rằng chiến tranh ảnh hưởng bởi sức mạnh kinh tế, sự vận động chính trị của giới tinh hoa và các yếu tố tâm lý đã gây ám ảnh cho bên nào nhất?
Chúng ta sẽ đi theo trình tự thời gian để thấy rằng các nguyên tắc chiến tranh được thể hiện ra sao tại cuộc chiến này và gây ám ảnh cho bên nào nhất. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, cuộc tấn công đầu tiên vào mùa xuân năm 2022. Trong 2 năm qua, truyền thông phương Tây và chính quyền của Mỹ đã cố gắng tạo ra thông điệp rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga phát động vào tháng 2 năm 2022 nhằm chiếm giữ thủ đô Kiev của Ukraine. Theo thông điệp của phương Tây, Nga sau đó đã bị đánh bại trong một trận chiến thần bí nào đó ở Kiev và rút lui khỏi Kiev vào mùa xuân năm đó. Quân đội Ukraine sau đó đã đẩy lùi Nga quay trở lại vùng Donbass phía đông và các tỉnh ly khai. Tuy nhiên, bằng chứng xuất hiện trong năm qua và đặc biệt là những tháng gần đây cho thấy điều này là không đúng. Không có trận chiến nào ở Kiev và các lực lượng của Nga đã rút khỏi xung quanh Kiev và không bị đánh bại bởi một sự kiện chiến đấu nào cả. Thực tế đã được tiết lộ bởi những tuyên bố công khai của những người đã tham gia các cuộc đàm phán bí mật được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3 đến tháng 4 năm 2022, nơi mà các đại diện của Nga và Ukraine dường như đã đạt được một thỏa thuận hòa bình và thỏa hiệp dự kiến vào thời điểm đó. Các yếu tố chính của thỏa thuận dự kiến đó là Ukraine sẽ không gia nhập NATO và các vùng phía đông như Luhansk và Donetsk vẫn ở Ukraine, mặc dù có mức độ tự trị nhất định. Vào giữa cuộc đàm phán ở Istanbul, Nga đã được các nhà lãnh đạo Pháp và Đức bao gồm Tổng thống Macron và Thủ tướng Olaf Scholz yêu cầu thể hiện thiện chí trong các cuộc đàm phán bằng cách rút quân xung quanh Kiev và việc đó đã được thực hiện. Trong khi việc rút quân đang được tiến hành và thỏa thuận hòa bình dự kiến ở Istanbul đang được Tổng thống Ukraine Zelensky xem xét thì có xác nhận cho rằng Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bay ngay trong đêm đến Kiev và thuyết phục Zelensky từ chối thỏa thuận dự kiến và tiếp tục chiến tranh. Cựu Thủ tướng Johnson được cho là hứa với Tổng thống Zelensky tất cả vũ khí quân sự, tiền bạc và sự hỗ trợ cần thiết của NATO để đánh bại Nga về mặt quân sự. Chiến lược quân sự của cựu Thủ tướng Johnson và NATO dựa trên đánh giá tình báo không chính xác của NATO vào thời điểm đó rằng quân đội Nga còn yếu kém và thiếu tổ chức, rằng nền kinh tế của nước này không thể tồn tại trước các lệnh trừng phạt do Mỹ và NATO áp đặt và rằng vị thế chính trị của Putin rất mong manh và chế độ này có thể thay đổi ngay khi Nga yếu thế trên chiến trường và nền kinh tế sụp đổ. Thông tin tình báo đó và chiến lược của NATO ngay sau đó đã chứng minh rằng điều này là hoàn toàn sai lầm như cách mà 2 năm qua chúng ta đã thấy. Nhưng chính Nga, những đánh giá tình báo của Nga khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 cũng không chính xác hơn đánh giá của NATO. Về mặt nguyên tắc chiến tranh, nguyên tắc tình báo đã bị cả hai bên áp dụng sai. Hiện tại người ta biết rằng mục tiêu ban đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga là chính trị chứ không phải là quân sự. Như thỏa thuận dự kiến ở Istanbul vào tháng 3 và tháng 4, ngay sau khi cuộc tấn công được tiết lộ thì mục tiêu của Nga là phô trương sức mạnh quân sự nhằm thuyết phục Ukraine đến bàn đàm phán ở Istanbul. Về mặt đó, chiến dịch quân sự của Nga đã thành công, nó đưa Ukraine đến bàn đàm phán ở Istanbul. Tuy nhiên, tình báo Nga về mặt chính trị đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của NATO đối với chính phủ Ukraine và khả năng NATO, cụ thể là Thủ tướng Anh Johnson, thuyết phục Zelensky tiếp tục chiến tranh. Mục tiêu chính trị của Nga đã bị ảnh hưởng bởi chính trị của NATO lấn át nhằm thuyết phục Zelensky tiếp tục xung đột. Do đó, vấn đề chính trị đã thúc đẩy dẫn đến chiến dịch quân sự đặc biệt ban đầu của Nga, trong khi các biện pháp đối phó chính trị của NATO của Boris Johnson đã dẫn tới xung đột quân sự tiếp tục. Câu châm ngôn nổi tiếng, chiến tranh là sự mở rộng của chính trị của Klaus Schwab đã được xác nhận bằng quyết định tiếp tục chiến đấu của Zelensky. Nhưng rõ ràng, câu châm ngôn ngược của ông Kissinger, chính trị là sự mở rộng của chiến tranh, cũng đã được khẳng định khi Nga thành công trong việc đưa Ukraine vào bàn đàm phán. Ban đầu, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga không thể nào có ý định chiếm Kiev bằng hành động quân sự được, chứ đừng nói tới việc chinh phục toàn bộ lãnh thổ Ukraine giống như cách phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin. Lực lượng của chiến dịch quân sự đặc biệt chỉ bao gồm khoảng 170.000 quân Nga, đó là khoảng 4 sư đoàn, trải dọc theo mặt trận từ Kiev tới Crimea. Đó thậm chí không phải là mức tập trung lực lượng đủ để chiếm được Kiev, chứ đừng nói tới việc chiếm toàn bộ Ukraine. Do đó, giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt về cơ bản là một chiến lược chính trị chứ không phải là chiến lược quân sự. Mục tiêu của nó cuối cùng là chính trị, không phải là quân sự. Nếu giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt thất bại trong mục tiêu chính trị thì đó là việc Nga đã đánh giá sai khả năng tự chủ của Ukraine. Các cố vấn tình báo của Putin được cho là đã đảm bảo với ông rằng Ukraine sẽ đến bàn đàm phán và thỏa hiệp nếu một cuộc phô trương sức mạnh quân sự được thực hiện. Tuy nhiên, thông tin tình báo đó đã đánh giá thấp khả năng của Mỹ và NATO trong việc đảm bảo chiến tranh sẽ tiếp tục, trong việc chi phối chính quyền của Tổng thống Zelensky. Không có gì đáng ngạc nhiên sau khi Ukraine bác bỏ thỏa hiệp Istanbul và chọn tiếp tục chiến tranh. Tổng thống Putin cho biết đã sa thải hàng trăm nhân viên tình báo Nga. Bản thân Tổng thống Putin cũng bị động và mất cảnh giác trong cuộc đàm phán ở Istanbul trước yêu cầu của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức, và ông đã thể hiện thiện chí bằng cách rút lực lượng của Nga khỏi xung quanh Kiev. Putin đã thừa nhận rằng ông đã bị NATO sử dụng nguyên tắc lừa dối trong các cuộc đàm phán. Nga thất bại trong hoạt động tình báo chính trị của mình.
Nhưng thất bại của Nga mang tính chiến thuật và ngắn hạn bởi vì ngay sau khi đánh giá sai sự tự chủ của Ukraine và khả năng thành công trong chiến thuật ban đầu thì Nga ngay lập tức rút về để triển khai thế trận quân sự lâu dài. Trong khi đó, NATO cũng thất bại trong hoạt động tình báo của mình. NATO đã đánh giá thấp sức mạnh chính trị, kinh tế, quân sự và độ bền bỉ của Nga, và thất bại của NATO gây hậu quả nghiêm trọng về mặt chiến lược chiến tranh hơn nhiều so với Nga. Đây không phải là lần đầu tiên Putin bị NATO lừa dối. Gần đây, ông cũng đã thừa nhận rằng ông tin tưởng vào sự đảm bảo của Pháp và Đức vào năm 2015 khi họ, với sự góp mặt của Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp, Tổng thống Hà Lan, đảm bảo với ông rằng Pháp và Đức sẽ thực thi thỏa thuận Min vào năm 2015. Thỏa thuận đó kêu gọi tạm dừng tình trạng xung đột giữa Ukraine và các tỉnh ly khai Donbass. Nhưng chính phủ Kiev của Ukraine đã không ngừng các cuộc tấn công vào Donbass trong 8 năm tiếp theo, tiếp tục pháo kích vào Donbass từ năm 2015 đến năm 2022, khiến cho 14.000 công dân Donbass thiệt hại. Tất nhiên, sự lừa dối lớn nhất là sự đảm bảo của Mỹ và EU vào năm 91 khi Liên Xô sụp đổ rằng NATO sẽ không di chuyển về phía đông. Nhưng bắt đầu từ năm 99, NATO đã làm như vậy. Vì vậy, trong nỗ lực đạt được thỏa thuận an ninh chiến lược với NATO, Nga đã nhiều lần bị lừa. Với các sự kiện năm 91, năm 2015 tại Min và bây giờ là sự kiện tháng 3 năm 2022 tại Istanbul, Putin sẽ không bao giờ tin tưởng vào bất kỳ đảm bảo an ninh bằng lời nói nào của Đức, Pháp, Anh hay Mỹ nữa, như câu nói nổi tiếng của người Mỹ: lừa dối tôi một lần, bạn thật xấu hổ. Lừa dối tôi hai lần, tôi xấu hổ về tôi. Tất nhiên, khi Putin nói rằng ông bị lừa thì có thể đúng trong bối cảnh 20 năm trước, sau nhiều hy vọng của Putin trong việc hòa hợp với phương Tây. Nhưng trong bối cảnh bị lừa liên tục thì bản thân tôi tin rằng Putin chỉ đơn thuần là nói rằng ông bị lừa để thể hiện rằng phương Tây không có chút cam kết nào. Và khi quyết định thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt, Putin và Nga đã chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra. Và hiện nay là kịch bản dai dẳng nhất. Đó là tiếp tục chiến tranh mà không có đàm phán. Vậy nên vào năm 2024, ngay từ đầu năm này với tất cả các động thái, chúng ta biết được rằng mọi giải pháp cho cuộc xung đột này sẽ được quyết định bởi lực lượng quân sự. Tuyên bố ngược của Kissinger nói rằng chính trị là sự mở rộng của hành động quân sự, không phải hành động quân sự là sự mở rộng của chính trị, dường như có nhiều khả năng được áp dụng vào năm 2024 và hơn thế nữa.